là một người Việt Nam, tôi bảo họ là tôi trả tiền Việt Nam này, lúc nào về Việt Nam anh tiêu nhá, được ạ. Mona Lisa là cái mà gọi là kiệt tác của nhân loại, chỉ được nghe qua gọi là cái nhà ga nó cổ kính nhưng mà bao nhiêu năm rồi, nó có ga phía đông, phía tây, phía bắc, cái tàu TGV nó đang nằm ở con tàu TGV nó đang nằm ở cả đấy bên tay phải, một màu toàn xanh lục lục xa xa ấy, là tàu TGV đó, trông nó như cái con ấy đấy, như cái con ngành đường sắt, cái tàu đường ngầm ở Pháp nó có được 125 năm rồi các cô chú ơi. Ngày xưa cái ông, những cái thời đấy quy hoạch, những cái nhà quy hoạch của Pháp họ đã tính là con người ta sẽ phải dùng lòng đất để đi lại ạ. Nên là quy hoạch những cái đường ống là những cái gì to sau này thừa hưởng lại. Ta nghĩ đấy là sẽ phải yêu cái lòng đất này ạ. Những ngày đấy ta nghĩ ra được rồi. Bên tay trái chúng ta là đồ Mông Mát cao cao đấy. Đấy, chỗ này là chỗ Vua Bóc Tú đấy, chợ này bẩn lắm, chợ gọi là chợ gần ga đấy, sợ lắm, cái chợ này chẳng có vào, bẩn lắm, chợ ga đấy, chợ Station Market đấy, bẩn lắm. Paris chỗ đẹp thì đẹp mà chỗ bẩn thì cũng gọi là tả phí nùa. Chúng ta khai hóa văn minh cho họ đúng không ạ? Nhiều khách du lịch đã lên qua nhiều khách sạn. Người Pháp và được tiếng là ga lăng đấy. À, 94% đàn ông hỏi là sẵn sàng nhường ghế cho phụ nữ khi đi xe hay đi tàu điện công cộng đấy. Cái từ mà các cô chú cho tiền hay là đi tour du lịch hay gọi là tip ấy, tiếng Pháp, người Pháp là người làm đầu tiên đấy, gọi là boa đấy. Để xem có nghe cái từ boa không ạ? À? Boa cho mày đấy, boa đấy, boa, boa, boa đấy. Thì là người Pháp đấy, boa là cho đấy, thưởng đấy. Nhưng mà cái nước mà thực hiện cái việc này nghiêm túc hơn bây giờ là nước Mỹ ạ. Mỹ. Cái sao này các cô chú đi Mỹ với cháu nhá, ăn cơm xong cũng phải bỏ 1-2 đô lên đĩa. Ở khách sạn xong cũng phải bỏ 1-2 đô cho cô dọn phòng ạ. Mỹ là cho tiền. Đặc trưng của Mỹ là phải cho tiền ạ. Nó mới liệt kê ra là các cái siêu sao điện ảnh, để những cái siêu sao gì cho bao nhiêu và hay cho người ta bao nhiêu đấy. Ở Việt Nam ta nghe thì lạ, Mỹ rất là bình thường. Ví dụ như ăn một cái bữa cơm hết khoảng 95 ơ được hạn là đưa cả 100, không phải là ký phát là thôi. Không, nếu mà bao nhiêu nhất là Mỹ ạ. Là sinh viên của mình sang đây học ấy, nó làm cái nghề bồi bàn. Nếu mà nó làm bồi bàn cho một cái nhà hàng châu Âu, nó gọi là super, nó mừng rỡ ạ, vì nó được nhiều cái tiền bao học. Nhưng mà nếu mà làm cái nhà hàng Việt Nam hay Trung Quốc thì chúng nó không gây răng ạ. Vì chúng nó thích là làm cho nhà hàng châu Âu, vì chúng nó sống nhờ cái tiền bao này. Bình thường ạ, người Mỹ cứ hài lòng là cho tiền. Cái nghề mà người ta cho là nhà